Sức mạnh khổng lồ của phong hào đấu la cấp 91 Trình Cương vừa xuất hiện, và ông ta thực sự đã giải phóng vuôn của mình để đe dọa vua Hào. Không ngờ lần này hắn động nhầm người. Thao Thiết Đấu La Huyền Lão đích thân ra tay dạy cho Trình Cương một bài học. Cho dù không sử dụng bất cứ kỹ năng hồn hoàn nào, Huyền Lão vẫn có thể dễ dàng đè bẹp cường giả 91 cấp phong hào đấu la kiêu ngạo này. Quay trở lại với trận đấu trước, Học viện Chính Thiên mạnh đến mức nào? Ngay cả khi Bối Bối thức tỉnh Hoàng Kim Thánh Long, vua Hào sử dụng Vĩnh Đồng Trì Vực, kỹ năng từ hồn cốt 40 vạn năm cũng không thể đánh bại hoàn toàn Học viện Chính Thiên. Trên sàn đấu vẫn còn Thượng Quan Tàn và Vương Đông. Mặc dù chỉ là phụ trợ hồn sư, thế nhưng gia hỏa này hồn lực đẳng cấp lại cao hơn Vương Đông rất nhiều. Thượng Quan Tàn rất tự tin và nói rằng Vương Đông không phải đối thủ của hắn, bởi vì Vương Đông tiêu hao quá nhiều hồn lực không thể sử dụng hồn kỹ. Ngay sau đó sẽ có một cảnh bùng nổ, Vương Đông chế nhạo Thượng Quan Tàn, người đã nói với mình rằng không thể đánh bại được hắn ta. Vương Đông cũng không có hoảng hốt hay là vội vàng, trực tiếp rút ra Hạo Thiên Truy, dùng một cây búa khổng lồ nhắm vào khuôn mặt tà ác của Thượng Quan Tàn. Quả nhiên không hổ danh là công chúa nhỏ của thần giới, sức mạnh của Hạo Thiên Truy khủng khiếp đến mức có thể hạ gục Thượng Quan Tàn chỉ bằng một đòn. Sau khi xử lý các học viện thắng lợi, Chu lão sư cũng tò mò tại sao Vương Đông vào phút cuối lại liều mạng phản công như vậy. Lúc này thì Vương Đông không hề giấu giếm, nàng nói với Chu Y rằng vũ hồn thứ hai của mình chính là Hạo Thiên Truy. Nói một cách khác, chỉ những người họ Đường mới có thể sở hữu Hạo Thiên Truy. Thế nhưng Vương Đông nói rằng đó là bí mật của riêng mình và không muốn tiết lộ cho người khác. Vương Đông và vua Hạo lúc này đang chuẩn bị trở về khách sạn nghỉ ngơi, không ngờ giữa đường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một cường giả phong hào đấu la cấp 91 vừa mới xuất hiện, hắn cư nhiên đã chặn đường hai người bọn họ. Trình Cương là hộ pháp của Tinh La Đế Quốc, ông ta đã theo dõi toàn bộ trận đấu. Theo suy đoán của Trình Cương, giữa vua Hạo và Vương Đông phải có một người là hồn thú hóa hình, chỉ có hồn thú hóa hình mới có thể hoàn thành đòn tấn công vào giây phút cuối cùng. Đáng tiếc Trình Cương đã đoán sai hoàn toàn. Dù sao vua Hạo và Vương Đông đều không phải hồn thú, cho dù Trình Cương sử dụng tinh thần dò xét cũng chẳng thu được gì. Trong cơn tuyệt vọng, Trình Cương chỉ có thể để hai người bọn họ đi, tưởng rằng sự việc sẽ kết thúc ở đó. Thế nhưng không ngờ hành động của Trình Cương lại dẫn đến Thao Thiết Đấu La Huyền Lão phóng thích ra sức mạnh tinh thần mạnh mẽ của mình và gửi tin nhắn từ xa hàng ngàn dặm để cảnh báo Trình Cương, yêu cầu Trình Cương tới một nơi vắng vẻ và tẩn cho hắn ta một trận. Trình Cương chính là Tinh La Đế Quốc thủ hộ đấu la. Những năm này hắn chưa từng gặp qua sóng gió lớn gì. Thế nhưng không ngờ chỉ mới gặp Huyền Lão, hắn ta đã bị cảm giác áp đảo kinh hoàng này làm cho hoảng sợ. Huyền Lão đưa ra lời đe dọa, tự mình không sử dụng bất kỳ sức mạnh hồn lực hay là kỹ năng hồn hoàn nào, chỉ cần Trình Cương có thể chịu đựng được 10 cú đấm liên tục thì sẽ được tự do. Trình Cương rất tự tin vào sức mạnh của mình. Vũ hồn của Trình Cương là một loài kiến, nổi tiếng với sức mạnh. Năm xưa Đường Tam đã phải dùng rất nhiều công sức để săn giết ba huynh đại thiên quân Nghĩ Hoàng. Thế nhưng ở đây, Huyền Lão không sử dụng bất kỳ sức mạnh hồn lực hay là kỹ năng hồn hoàn nào, còn Trình Cương thì giải phóng cùng một lúc 9 cái hồn hoàn, khóa chặt Huyền Lão rồi lao lên, không ngờ lại bị Huyền Lão bắt lại và đấm cho một quyền. Phải nói Huyền Lão cực kỳ bá đạo, ngay cả khi không sử dụng hồn kỹ cũng có thể dễ dàng hạ gục Trình Cương. Phần còn lại của câu chuyện càng trở nên buồn cười hơn. Huyền Lão bắt Trình Cương tự tát vào mặt của mình 100 cái sau đó mới thả đi. Mặt khác, cuộc thi đấu hồn đại tái vẫn đang diễn ra. Đối thủ tiếp theo của Học viện Sử Lý Khắc chính là Học viện Trường Ninh. Học viện Trường Ninh không bằng Học viện Chính Thiên, thế nhưng đội trưởng của bọn họ cũng là hồn vương. Học viện Trường Ninh đã biết được Sử Lý Khắc Học viện không có thành viên chính thức tham gia tranh tài, trong lòng lập tức vui mừng. Về phía Sử Lý Khắc, Lăng Lạc Thần đã bình phục chấn thương nên cô cũng sẽ tham gia cuộc thi. Trước khi trận đấu chính thức bắt đầu, Trường Ninh Học viện lại bắt đầu tranh luận. Bọn họ yêu cầu Sử Lý Khắc Học viện nhanh chóng nhận thua. Dù sao Sử Lý Khắc thiếu nhân lực, không có cách nào có thể đánh bại được bọn họ. Nhìn vào những khuôn mặt khinh thường mình, tinh khí hung bạo của Lăng Lạc Thần đột nhiên nổi lên. Cô không giữ lại bất cứ điều gì, và chiêu thức đầu tiên cô thực hiện chính là kỹ năng hồn hoàn thứ 5 Băng Tình Diệu Thuật. Không ai ngờ rằng cô nàng sẽ sử dụng hồn kỹ mạnh nhất ngay khi ra tay. Phương pháp chiến đấu của cô nàng rất là đơn giản. Dưới sự tăng phúc của vua Hào, nguyên tố băng của cô biến thành băng tối thượng. Sau đó cô trực tiếp sử dụng hồn kỹ mạnh nhất đánh bại Học viện Trường Ninh. Vậy các bạn nghĩ sao về điều này? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.